chiến tranh, nơi gây ra nhiều mất mát, đau thương nhất. Bất kỳ ai cũng có thể không còn thấy người thân của họ trong nay hoặc mai. Bởi vậy, chiến tranh là một thứ khốn nạn và kẻ thua cuộc chính là trẻ em và những người vô tội. Naruto cũng không ngoại lệ, suốt 4 cuộc đại chiến, không ít người ngã xuống trên chính mảnh đất mình sinh ra. Họ chết vì bạn bè, vì gia đình và vì tương lai cả gia tộc. Không thể phủ nhận, Naruto là một bộ anime mang lại nhiều cảm xúc mà chúng ta thật khó để kìm lại nước mắt vì số phận của họ. Hôm nay, mời anh em cùng Bi Huỳnh Senpai tìm hiểu về 10 cái chết đau buồn nhất trong Naruto. Mở đầu cho danh sách này là cái chết của Nara Shikaku, vị quân sư, chiến lược gia, nhà ngoại giao, chính trị gia bậc nhất lịch sử lằng lá. Ông không chỉ góp phần lớn trong công cuộc xây dựng Konoha mà còn là một người cha luôn thấu hiểu con cái của mình. Cụ thể, trước thềm cuộc đại chiến lần thứ tư đang cận kề, Tsunade đã triệu tập cha con nhà Nara thảo luận kế sách đối phó Tobi. Shikamaru lúc đó được phân làm thủ lĩnh của tất cả Shinobi từ cấp Chunin trở xuống. Với trọng trách nặng nề cùng nỗi ám ảnh từ hai nhiệm vụ trước đã khiến cậu phiền muộn không thể tập trung. Trước tình thế đó, Shikaku đã dùng một ván cờ Shogi giải tỏa tâm lý cho con trai mình. Đúng như dự đoán, Shikamaru bị thảm bại sau 3 nước cờ. Ngay lập tức, bằng kinh nghiệm vốn có, ông đã thông tư tưởng cho cậu. Từng câu từng chữ ông nói ra như hàng ngàn mũi tên xuyên thấu tâm tư cậu con trai. Gần như tức khắc, sắc mặt Shikamaru thay đổi, lấy lại sự tự tin vốn có. Xét cho cùng, người duy nhất trên đời hiểu rõ Shikamaru chỉ có cha, và đó cũng chính là lần cuối cùng hai cha con họ đánh cờ cùng nhau trước khi Shikaku tử trận ở hậu phương của Liên Minh. Bộ óc vĩ đại nhất mọi thời đại đã ngừng suy nghĩ khi mới ở tuổi 42. Tiếp theo, cái chết của Momochi Zaboza. Xuất thân từ làng sương mù và thời kỳ đẫm máu nhất, anh được biết đến với danh xưng con quỷ của làng huyết xương vì sự tàn nhẫn, giết người không chớp mắt và là bậc thầy về thủy thuật. Đến cả đồng đội, anh cũng ra tay không thương tiếc. Do đó, Zaboza được chọn vào hàng ngũ thất kiếm làng sương mù. Sau khi thất kiếm tan rã, anh trở thành sát thủ đánh thuê, khiến cả thế giới ngầm khiếp sợ. Cho đến khi gặp Haku, một đứa trẻ mang trong mình huyết kế giới hạn, bị chính cha mình kỳ thị và có ý định giết chết. Anh xem Haku như một công cụ chiến đấu, phục vụ cho những ngày tháng làm sát thủ. Nhưng khi đụng độ với đội 7 của làng lá, chuốc lấy kết cục thất bại dưới tay Kakashi, Zaboza mới trở về hình hài của một con người, hiểu được giá trị thật sự của cuộc sống. Trước ngưỡng cửa cái chết, một Zaboza lạnh lùng và khét tiếng đến đâu cũng phải rơi lệ trước sự ra đi của người mà anh yêu thương nhất, bất chấp sự chối cãi của chính bản thân mình. Kèm theo đó là sự phẫn nộ trước hành động của Gato khi hắn liên tục dẫm đạp lên thân xác Haku. Bỏ mặc cơ thể đã bị phế mất hai cánh tay, bị thương nặng, Zaboza vẫn cố gắng kết liễu Gato rồi quay trở lại nằm chết ngay cạnh cái xác Haku với câu nói cuối cùng. Tuyết rơi rồi, Haku. Em đang khóc phải không? Anh muốn được đến nơi mà em đang đến. Ở vị trí thứ 3, cái chết của Hokage Đệ Tam, Hizuren Sarutobi. Ông nổi tiếng là người dễ gần, chính trực và tuyệt đối trung thành với Konoha, đệ tử chân truyền được đích thân đệ nhất và đệ nhị chính tay đào tạo. Với độ tinh thông mọi loại nhẫn thuật, Hizuren được xếp vào hàng nhẫn giả thánh nhân. Dù sức mạnh có cao siêu hay lãnh trách nhiệm lớn lao, nhưng trong suốt cuộc đời ông chưa hề coi thường bất kỳ ai. Trong 3 người đệ tử, dù có người thiên tài, kẻ yếu kém, nhưng ông vẫn nhất mực yêu thương và dạy dỗ chúng nên người, giúp chúng trở thành ba sanin huyền thoại của làng lá. Thậm chí, khi nhận thấy một trong ba sanin là Orochimaru có tâm địa bất chính, gây hại đến làng, ông vẫn không nỡ xuống tay giết chính đệ tử của mình khi có cơ hội. Thay vào đó chỉ cự tuyệt, không giao phó ngôi vị Hokage cho hắn. Đến cả Naruto, người hay quấy phái đệ tam nhất, đứa trẻ bị cả làng kỳ thị do mang trong mình cửu vĩ. Cậu luôn được đệ tam nuôi nấng, tâm sự, thậm chí là nướng cá cho ăn, mặc cho công việc Hokage bận rộn đến mức nào. Cho nên, hơn bất kỳ ai, Naruto luôn xem Hizuren như ông của mình vậy, cho đến khi ông chuốt hơi thở cuối cùng ở tuổi 70 dưới tay Orochimaru. Ở vị trí thứ tư, bà Chiyo, vốn được biết đến với vai trò trưởng lão làng cát, người từng phong ấn Shukaku và người Gaara. Khi thấy làng cát luôn phải nhờ chi viện từ các làng khác, bà Chiyo dần trở nên thất vọng với thế hệ Shinobi hiện tại. Thế nhưng, sau khi chiến đấu cùng Sakura và Naruto, bà dần thay đổi tư tưởng của mình. Nhìn thấy sự đau khổ của Naruto trước cái chết của Gaara, bà luôn tự trách móc bản thân về việc làm trong quá khứ. Bởi nếu bà không phong ấn Shukaku vào người cậu bé, thì cậu đã không gặp phải kết cục như ngày hôm nay. Để chuộc lại lỗi lầm, bà Chiyo quyết định đổi mạng sống của mình, hồi sinh Gaara. Vốn dĩ, thứ thúc đẩy bà làm như vậy là muốn Gaara làm tròn trách nhiệm của một Kazekage bảo vệ ngôi làng. Suốt cuộc đời, bà Chiyo là người không quan tâm đến thế sự. Khi Kazekage đệ tứ quyết định là một việc vô nhân đạo, phong ấn Jinchuriki và một đứa trẻ,
thứ duy nhất bà mong muốn là gặp lại đứa cháu trai mà bà yêu thương bấy lâu nay, một giấc mơ vô cùng giản dị nhưng vĩnh viễn không thể thực hiện. Tiếp theo, Uchiha Obito. Nhắc đến Obito, người ta chỉ biết đến anh như một kẻ phản diện đứng sau tập đoàn Akatsuki và là ngôi nổ cho cuộc đại chiến ninja lần thứ tư. Nhưng ít ai hiểu được rằng quá khứ của Obito là một chuỗi ngày không khỏi xót xa, chả khác gì Naruto, thậm chí là còn đáng thương hơn. Một cô cha mẹ từ nhỏ, anh lớn lên trong vòng tay của bà và các bậc trưởng bối lằng lá, với lối sống tình cảm chan hòa, thuận hiếu vẹn toàn. Nhưng đáng tiếc, thời cuộc lại đối xử tệ bạc với anh. Khi cuộc đại chiến lần thứ 3 xảy ra, anh cùng Kakashi và Rin dưới trướng Minato trải qua hàng loạt trận chiến, mối quan hệ của họ trở nên khăng khít, đặc biệt là Rin. Obito xem Rin như cả thế giới của mình, nhưng cô lại hững hờ, khiến Obito không khỏi dây dứt. Và rồi trong một lần, Rin bị bắt, biến cố lại xảy ra, Obito hy sinh thân mình để những người bạn được sống, tưởng chừng một bước sang thế giới bên kia. Nào ngờ anh được chính chủng tộc huyền thoại Uchiha cứu sống. Không lâu sau, Obito dần hồi phục, đồng thời hay tin hai người bạn đang gặp nạn. Dưới bàn tay sắp đặt Madara, Obito không màn sống chết, lập tức chi viện hòng cứu bạn mình. Chớ trêu thay, trước mắt là cảnh cô gái mình yêu chết dưới tuyệt kỹ Raikiri của Kakashi. Như mất đi nửa linh hồn, Obito thề rằng sẽ khiến thế gian phải trả giá, gây ra vô số những tội ác. Đến cuối cùng, nhận ra việc làm của bản thân là sai trái. Dù còn chút hơi thở, Obito vẫn cố gắng giúp đỡ lực lượng đồng minh chống lại Madara. Thậm chí, đến lúc chết đi, anh vẫn để lại đôi mắt Mangekyo Sharingan cho người bạn, đánh bại Kaguya. Suy cho cùng, vì bản tính quá lương thiện nên khi vấp ngã, Obito không thể kháng cự mà bị ép phải trở thành tội nhân thiên cổ. Có trách thì hãy trách cuộc đời quá đối xử tệ bạc với anh mà thôi. Ở vị trí thứ 6, vợ chồng Hokage đệ tứ. Trong sự kiện cửu vị tấn công lằng lá, trước sức mạnh khủng khiếp từ Kurama, Minato và Kusina buộc phải tiến triển nhẫn thuật phong ấn mạnh nhất, mạng đổi mạng, thi quỷ phong tận. Phong ấn cửu vĩ vào người một đứa trẻ đó chính là Naruto, con trai hai người. Cha mẹ nào cũng muốn con gái mình có một cuộc sống thật tốt, không muốn nó gánh vác trên vai bất kỳ trách nhiệm nào quá nặng nề. Thế nhưng, Minato như lựa chọn làng và con cái, buộc anh phải quyết định trước khi chút hơi thở cuối cùng. Đệ tứ đã phải suy nghĩ rất nhiều, bởi anh muốn Naruto được biết đến như anh hùng giải cứu làng, trong khi Kusina muốn con trai sống thật khỏe mạnh. Để rồi suốt cuộc đời Naruto sống trong sự kỳ thị, xa lánh của tất cả mọi người, cha mẹ cậu đều không biết điều này. Họ không thể chứng kiến quá trình cậu con trai lớn lên. Chính những lời dặn dò, tâm sự cuối cùng là thứ duy nhất họ để lại cho Naruto, mà khi coi lại, tớ tin rằng bạn sẽ phải rơi nước mắt. Ở vị trí thứ 7, Sarutobi Asuma. Cựu thành viên nhóm thập nhị hộ vệ và là con trai của đệ tam, được truy nã với mức giá 35 triệu Rio. Trong suốt quá trình làm thầy cho đội 10, họ bị xem là bộ ba chú hề không đủ sức tham gia kỳ thi Chunin. Với kinh nghiệm và sự tin tưởng, ông phát huy thành công những điểm mạnh nhất ở học trò của mình dù công việc có khó khăn. Nhờ vậy, họ biết được sức mạnh từng người trong đội 10. Tư tưởng của Asuna luôn hướng về mầm non lằng lá, tin rằng thế hệ trẻ sẽ giúp làng phát triển. Vì vậy, những người đi trước cần phải truyền dạy và bảo vệ những người đi sau. Nhờ đó sinh ra khái niệm quân vua. Trong rất nhiều trận cờ Shogi, Asuma không ít lần truyền ý nghĩa quân vua cho Shikamaru, nhưng cậu lại không thể hiểu. Cho đến khi ông tử trận trước lời nguyền của Hidan, khiến Asuma không thể gặp mặt chính đứa con gái đang trong bụng người vợ Kureha. Cái chết của ông đã gây ra một cú sốc lớn đối với Shikamaru, dù cực kỳ ghét thuốc lá, nhưng đã có một khoảng thời gian Shikamaru học theo thói quen hút thuốc lá của thầy. Đây được xem là một trong những phân cảnh đắt giá, chuyển biến nhân vật nhất trong Naruto. Tiếp đến, Hyuga Neji, một thiên tài trong gia tộc Hyuga nhưng lại mang số phận của phần gia. Từ bé, chứng kiến việc cha mình phải chết thay trưởng tộc, Neji dần căm ghét số phận của mình, đồng thời mang tư tưởng tương lai mỗi người đều được định sẵn không thể thay đổi. Dù cứng đầu nhưng sau cuộc đại bại dưới tay Naruto, anh dần hiểu ra giá trị của cuộc sống và số phận mỗi con người. Từ đó, Neji luôn cố gắng từng ngày luyện tập để trở nên mạnh mẽ hơn, bảo vệ những người quan trọng với mình. Đây cũng chính là mục đích mà cha Neji quyết định hy sinh vì anh trai. Tuy nhiên, dù mạnh đến mấy, chiếc đòn tấn công như vũ bão, Neji không may tử trận. Cái chết của anh không chỉ bảo vệ cả Naruto và Hinata, mà còn vô tình nối sợi dây tư duyên giữa hai người họ lại với nhau. Đến lúc hy sinh, cuối cùng Neji mới có thể cảm nhận được chân lý sống của cha mình khi xưa. Ở vị trí cái cuối, Uchiha Itachi, kẻ mang tiếng máu lạnh với tội danh thảm sát cả gia tộc, trong đó có cả cha và mẹ mình. Sau đó còn gia nhập Akatsuki, phục vụ chúng bắt cóc các Jinchuriki hiến cho ngoại đạo ma tượng. Với chừng đó tội danh, anh bị liệt vào hàng tội phạm cấp S.
nhưng đằng sau hàng loạt tội ác đó, ít ai biết được rằng mục đích của Itachi thực chất cũng chỉ để bảo vệ làng lá. Trước nguồn cơn tạo phản từ gia tộc Uchiha, anh nhận hết trách nhiệm về mình, tránh gia tộc bị gắn mác phản động. Đặc biệt, chính vì muốn bảo vệ người em trai, Itachi đặt một canh bạc rất lớn về việc Sasuke sẽ ôm hận làm bàn đạp để mạnh hơn. Bí mật đó bị anh giấu kín suốt nhiều năm, mặc cho bệnh tật trong người ngày càng trở nặng. Ngay cả khi chết dưới tay em trai mình, Itachi vẫn không hé môi nửa lời về bí mật gia tộc. Suốt cuộc đời anh chỉ sống vì làng và Sasuke, anh đánh đổi mọi thứ danh tiếng, mạng sống của bản thân vào nó, thậm chí còn lập giao kèo với Tobi về việc giữ an toàn cho làng. Đây chính là mình chưa sống của một anh hùng thầm lặng, mà cho tới nay thật khó để xây dựng một nhân vật thứ hai giống Itachi. Ở vị trí cuối cùng, Jiraiya được biết đến với danh hiệu tiên nhân háo sắc, luôn cống hiến, dành cả cuộc đời của mình chu du khắp nơi, thu thập thông tin. Với lòng thương người từ tận đáy lòng, ông từng vì tội nghiệp ba đứa trẻ làng mưa mà nhận nuôi và dạy dỗ chúng các kỹ thuật ninja. Sau này, ông còn nhận thêm Naruto, cùng cậu luyện tập suốt 2 năm cho đến cái ngày biết được thông tin về thủ lĩnh Akatsuki. Jiraiya đơn thương độc mã xông vào lãnh địa kẻ địch, không ngờ lại bị chính đệ tử năm xưa Nagato giết chết. Trước thềm cận tử thân, ông vẫn một mực hết lòng với làng, đem về một thân xác của Pain cho đội ngũ Konoha điều tra. Dù đã sống hơn 50 năm, nhưng có rất nhiều điều khiến ông phải hối tiếc, từ mối tình dang dở với Tsunade khi bà luôn nhớ về tình xưa, không chấp nhận ông, đến người đệ tử tâm đắc nhất Minato chết trẻ. Mà các bạn biết không, cảnh đau đớn nhất của người lớn đó là nhìn thấy những đứa trẻ ra đi sớm hơn mình. Ông cứ thế cô đơn một mình đi khắp thiên hạ cho đến khi gặp Naruto. Jiraiya đặt hết niềm tin vào cậu và tin rằng cậu chính là đứa trẻ trong lời tiên tri từ cốc trưởng lão. Ngoài ra, còn một sự hy sinh bên Boruto mà tớ nghĩ rằng mình cũng nên cho vào. Không ai khác đó là cửu vĩ Kurama, người gắn bó với cả quá trình trưởng thành của Naruto, từ một con cáo luôn căm ghét con người trở thành người bạn, sức mạnh và anh hùng cứu thế giới. Với Naruto, Kurama được xem như người bạn luôn sát cánh bên cậu từ khi còn nhỏ đến lúc trưởng thành. Thậm chí, cậu còn xem cửu vĩ như cha mẹ. Dù trước đây, không ít lần Kurama muốn thoát ra ngoài khiến Naruto mất kiểm soát, nhưng sau hàng loạt trận chiến, họ dần thấu hiểu nhau hơn. Kurama như thay thế Minato và Kushina, chứng kiến từng bước trưởng thành cho đến khi cậu đạt đến ngôi vị Hokage. Khi đối đầu với Isekai, buộc ông phải nói dối Naruto sử dụng trạng thái Baryon, hy sinh tuổi thọ của mình bảo vệ những người ông quan tâm. Ok, vừa rồi là 10 cái chết đau buồn nhất trong Naruto. Ngoài ra, vẫn còn rất nhiều sự hy sinh khác mà tớ không thể kể thêm. Như mọi khi, nếu anh em thấy video này hay, đừng quên để lại cho bọn tớ một like, share và đăng ký kênh. Tớ là Bi Huỳnh, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye!